Chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mitra Money. Hôm nay thì là chủ nhật và hôm nay trời rất là đẹp, cho nên là cả gia đình mình đi ra vườn nướng thịt. Nãy thì mình chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi đó, xong rồi mình đưa cho Joe và Kevin đem ra đây trước để cho ông xã mình nướng đó. Bây giờ thì anh đã để lên anh nướng rồi. Dạ. Mọi người đang ngồi chờ để ăn bởi vì ai cũng đã đói bụng. Hey Dung, sao mà hello. Xin chào. Khi mà mùa hè ra vườn này ngồi ăn rất là thích luôn cả nhà. Và vừa nướng thịt vừa ăn thì thịt cũng nóng và mình nướng tới đâu mình ăn tới đó, rất là ngon. Để xem là chín chưa ha. Ketch bargain kìa. Nướng thịt phi lê thì mình thấy nó có vẻ hơi khô. Hôm nay mình thử lần đầu đó, nhưng mà mình không biết là có ngon hay không. Bình thường thì mình hay mua cái thịt mà gọi là thịt vai hay là thịt mình cũng không biết gọi chính xác là cái phần thịt gì mà nó có một chút mỡ và nó vừa nạc vừa mỡ đó, thì cái thịt đó nướng rất là ngon. Hast du keine andere Folie? Doch. Mình rất là vui khi mà ngày cuối tuần đó cả nhà có thời gian ở bên nhau cả ngày như thế này, bởi vì con cái khi mà lớn rồi đó thì cũng dành nhiều thời gian cho bạn bè đó, cho nên là muốn có đông đủ ở nhà thì cũng rất là khó. Như thứ bảy thì Kevin cũng đi chơi với bạn và mình nói với Kevin là thôi chủ nhật thì không có hẹn đi chơi với bạn nữa mà ở nhà để nhà cùng nhau ăn uống, thì Kevin ok. Thì khi mà con cái lớn rồi đó thì mình muốn giữ ở nhà cũng rất là khó. Và bây giờ thì Kevin lớn thì mình cũng không có được cấm cản cái gì hết cả nhà. Bởi vì nếu mà mình cấm quá thì nó dọn ra riêng thì mình cũng phải chịu thôi. Đó, cho nên là khi mà Kevin đi đâu thì Kevin cũng nói với ba mẹ là con đi gặp bạn này, con đi gặp bạn kia vậy đó. Hoặc là cũng có khi Kevin mời bạn bè tới vườn nè. Như là hôm qua là ngày thứ bảy đó thì mình cho phép là Kevin mời bạn của Kevin. Thì bây giờ dịch corona không có được mời nhiều, cho nên là chỉ có hai người bạn của Kevin đến đây thôi. Thì mấy đứa ngồi chơi với nhau, ngồi uống nước, rồi nói chuyện cũng tới 9-10 giờ khuya gì đó, rồi đứa nào về nhà đó. Xin chào cả nhà. Nắng nhưng mà khi mà gió lên nó rất là lạnh luôn cả nhà, cho nên là mình phải mặc áo ấm á. Joseph mình xin. I hate das liegen, voll gemütlich. Es ist gerade zu warm. Ai cũng không bị lạnh hết, chỉ có mình bị lạnh thôi à. Cái bếp nướng này mình cũng đã từng nướng nguyên con gà cả nhà. Thì khi mà mình nướng con gà đó thì mình dùng cái nắp mình đậy lại thì nó sẽ chín hơi đó, và nó có cả cái chỗ mà mình điều khiển để cho nó nóng ít hay là nóng nhiều, và nó có nhiệt độ cho mình thấy ở trên cái nắp nữa, xem là cái này nóng bao nhiêu. Thì nếu như mà mình có cái cục đá mà để nướng pizza đó thì có thể nướng pizza trong này nữa. Mình cũng đã mua rồi nhưng mà mình chưa có nướng pizza, để hôm nào thì mình sẽ ra vườn mình, cả nhà mình ra đây mình nướng pizza ha. Thì mình sẽ mua cái bột người ta làm sẵn trong siêu thị đó, rồi mình chỉ để lên những cái gì mình thích ăn thôi, xong rồi mình xem là nướng có ngon hay không. Măng tây thì mình rửa hết cả hai bó đó, bởi vì mình với ông xã mình thì rất là thích ăn măng tây. Kevin thì không thích ăn lắm, còn Joe nói thì Joe sẽ thử ăn măng tây. Oh,
immer warten. Das Feuer muss erst noch ein bisschen ausgehen, oder wie machen wir das? Ja, dann lass mal sauer ein bisschen. Hier. Schmeckt wie Brokkoli. Wenig. Obwohl, warte mal. Ein Schuss einfach, oder? Ja. Ich finde lecker. Ich finde ein bisschen mehr. Gell? Cho vừa nói là măng tây ăn giống như là bông cải xanh. Kevin sẽ tiếp tục nướng thịt và măng tây. Kevin tập nướng như thế này đó thì mai mốt Kevin có mời bạn đó, khi mà hết dịch corona thì Kevin được phép mời nhiều bạn đến đây rồi tổ chức ăn uống nướng như thế này rất là vui. Hôm nay thì khi nhà mình đang nướng đó thì hết than mà chuyên để nướng thịt đó cả nhà, cho nên là ông xã mình có cho củi vào á, thì khi mà cho củi vào thì nó cháy lớn quá, cho nên là thịt và măng á, rất là nhanh bị cháy, cho nên là hôm nay nướng không có ngon lắm. Ich glaube, willst du nicht diese Gemüse probieren? Nee. Ich fühle die Jacke an. Ist nicht deswegen. Hm? Nee. Nàng Sarah chờ xem có gì ăn hay không. Mình sẽ cho mọi người xem cái con Kisara của mình, nó rất là ngộ. Khi mà ra vườn nướng thịt á, mình cho thịt thì nó sẽ ăn ngay. Khi mà mình cho bánh mì á, thì nó sẽ lấy bánh mì đó đem đi giấu. Mình không biết lý do tại sao nó lại đem đi giấu, mà nhìn nó giấu rất là mắc cười luôn. Đó, mình sẽ đi theo nó nha cả nhà. Nó sẽ giấu rất là kỹ luôn. Nó đang tìm chỗ giấu đó cả nhà. Nó nhất quyết nó không ăn bánh mì, nhưng mà nó đem đi nó giấu. Mình sẽ đi theo nó, mình quay cho mọi người xem ha. Nó thấy mình đi theo thì nó dừng lại. Đây. Nó giấu nè cả nhà. Đó, mọi người thấy không? Nó đào lỗ lên ha. Nó đào một cái lỗ lên xong rồi nó để bánh mì xuống. Xong rồi nó ủi đất, mà nó là ủi rất là kỹ luôn. Rồi, giấu xong rồi thì nó lại đi về chỗ nó nằm. Sao có biết? Đây. Mọi người nhìn thấy cái mỏ của nó dính toàn đất. Bởi vì nó vừa giấu miếng bánh mì á. Mình cũng không biết lý do tại sao con kia của mình khi mà cho nó bánh mì á, thì nó luôn đem đi nó đào đất và nó giấu rất là kỹ, nhưng mà không bao giờ nó moi lên nó ăn. Mình cũng không biết là nó giấu như vậy để làm cái gì. Đưa cho nó ăn thì nó không từ chối,
nó ngậm miếng bánh mì và nó rất là buồn rầu và lủi thủi và đi tìm chỗ cất giấu. Yeah baby. Hi baby. Hi baby. Hi baby. Hello baby. Anh làm gì đó? Làm gì đó? Anh đang làm gì đó? Was machst du gerade? Nix. Nix. Un café. Nothing. Un café. Un café. Yeah. Cả nhà mình ăn uống xong rồi thì Joe và Kevin thì đi về nhà. Bây giờ thì Kevin tự lái xe đó cho nên là Kevin chở Joe đi tới đi lui đó. Joe rất là thích luôn. Hai vợ chồng mình thì chút xíu nữa cũng đi về nhà. Hôm nay thì mình lại chia sẻ một chút về cuối tuần của gia đình mình. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích